Xin chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay, toàn bộ các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ nằm trọn trong khối không khí lạnh còn có cường độ mạnh, cho nên trời khá nhiều mây vào thời điểm về đêm và sáng sớm, nhưng phổ biến là không mưa. Ban ngày, mây giảm dần và đôi lúc hửng nắng. Thời tiết khô ráo khá thuận lợi cho hoạt động lưu thông cũng như sinh hoạt thường nhật của người dân. Nhiệt độ trưa chiều nay tăng nhẹ so với ngày hôm qua, phổ biến dao động trong ngưỡng từ 18 cho đến 21 độ cho toàn khu vực. Càng về chiều tối thì nhiệt độ càng giảm nhanh. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay phổ biến ở mức từ 12 cho đến 15 độ ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng, vùng núi là từ 10 cho đến 13 độ. Đặc biệt đối với những nơi có độ cao trên 1.500m thì nhiệt độ rất thấp, chỉ ở mức từ 5 cho đến 8 độ, trời rét buốt. Dự báo tình trạng giá rét còn kéo dài đến hết tháng. Với thời tiết như thế này, bà con vùng núi cao cần có biện pháp đưa đàn trâu bò chăn thả tự do về nơi tránh rét để đảm bảo cho sức khỏe vật nuôi, tránh ảnh hưởng tới năng suất vụ Tết đang đến gần. Lui vào khu vực Trung Bộ, cũng nằm trong khối không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam, nên các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Nam và Quảng Ngãi trời nhiều mây. Tuy nhiên thì vùng mưa sẽ thu hẹp lại so với 24 giờ trước đó và chỉ còn tập trung chính tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đồng thời, nền nhiệt độ khu vực này có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ dao động trong khoảng từ 18 cho đến 21 độ và ở ngưỡng trời rét. Còn khu vực Trung Trung Bộ nhiệt độ dao động từ 23 đến 26 độ, trời lạnh. Nằm xa hơn về phía Nam, khu vực Nam Trung Bộ ít chịu ảnh hưởng của gió đông bắc tầng thấp, nên tại đây mưa dông chỉ xảy ra cục bộ và tập trung ở các tỉnh từ Bình Định cho đến Khánh Hòa, do đó nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ. Còn các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận thì trời nắng nhiều hơn và nhiệt độ có thể lên mức 28 cho đến 30 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên đang trong những ngày mùa khô nên thời tiết chủ đạo tại các khu vực này phổ biến là không mưa, ban ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều nay phổ biến ở mức từ 28 đến 30 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ ở các tỉnh Nam Bộ. Về đêm nay và sáng sớm mai, do không khí lạnh khuếch tán xuống phía Nam kết hợp với địa hình của vùng núi cao Tây Nguyên nên nhiệt độ ở đây dao động ở ngưỡng rét, dao động từ 16 cho đến 19 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ trời mát mẻ với nhiệt độ biến đổi trong khoảng từ 23 cho đến 25 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sau đó là vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 1. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét, biển động rất mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3. Như vậy là các tỉnh Bắc Bộ trời phổ biến khô ráo, rét sâu trong khoảng tối muộn, đêm và sáng. Trung Bộ mưa giảm, tập trung ở các tỉnh Trung Trung Bộ. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến đổi, phổ biến ít mưa và nắng nhiều. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 28 tháng 12 của Đài truyền kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thank you.